Chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc máy bay đặc biệt đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. Video này mình quay tại khách sạn Tom Huế, một trong những điểm cao public hiếm hoi gần sân bay Phú Bài. Tuy nhiên tầm nhìn ở đây vẫn bị vướng bởi các hàng cây, chứ không được thông thoáng như ở sân bay Quảng Bình. Hơn nữa thời tiết đang có mưa, tầm nhìn rất thấp. Và đây chính là chiếc máy bay đặc biệt vừa hạ cánh, một chiếc máy bay hiếm hoi của nước ngoài mà mình gặp ở sân bay Phú Bài. Đây là một chiếc Bombardier Challenger 605, một chiếc máy bay phản lực kinh doanh bay điều lệ tới sân bay Phú Bài. Mình cũng không rõ có hãng hàng không nước ngoài nào có đường bay thường lệ tới sân bay Phú Bài hay không, mình thì không gặp được. Bạn nào biết xin comment ý kiến ở bên dưới cho mọi người được biết nhé. Chiếc Bombardier Challenger 605 đang đi theo xe Follow Me vào bãi đỗ ở nhà ga T1 sân bay Phú Bài. Việc tình cờ gặp được một chiếc máy bay nước ngoài tới sân bay này cũng là một điều may mắn của mình. Trước khi đến đây thì mình cũng không hy vọng gặp được chiếc nào đặc biệt cả. Mục đích của mình chỉ là đi hết các sân bay nội địa ở Việt Nam trước. Và đây là một góc nhìn khác về nhà ga mới của sân bay quốc tế Phú Bài. Thêm một chiếc máy bay nữa đến hạ cánh. Đây là một chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Vietjet Air. Nếu không bị vướng bởi các hàng cây cao kia thì có lẽ view đây xuống sân bay Phú Bài sẽ rất đẹp. Một chiếc máy bay cất cánh trong cơn mưa ngày càng nặng hạt ở sân bay Phú Bài. Đây cũng là một chiếc Airbus A320 của hãng Vietjet Air. Lại thêm một chiếc máy bay nữa đến hạ cánh. Đây là chiếc Airbus A321 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Nhà ga cũ của sân bay Phú Bài không có ống lồng mà sử dụng các xe cầu thang để hành khách lên xuống. Trong khi nhà ga mới sẽ có 4 ống lồng, tiện lợi hơn nhiều. Bây giờ thì chiếc máy bay đặc biệt đã bắt đầu khởi hành.
Nó vẫn đi theo xe Follow Me để ra đường băng cất cánh. Đây là một chiếc Bombardier Challenger 605 của hãng VistaJet Manta. Và bây giờ là pha cất cánh của chiếc Bombardier Challenger 605 ở sân bay Phú Bài. Chúng ta chỉ nhìn thấy chiếc máy bay khi nó đã rời khỏi mặt đường băng. Bây giờ tới lượt chiếc A321 của Vietnam Airlines tiến ra đường băng cất cánh. Mặc dù tầm nhìn bị vướng bởi hàng cây, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiếc A321 đang chạy đà. Và nó đã cất cánh bay lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.